gửi vài lời tới mấy cái kẻ đạo đức giả nha mọi người. Thì đúng rồi, nay nói về mấy cái khứa mà lợi dụng Hồng Loan để mà kiếm tiền nha mọi người, sau đó thì bắt đầu quay lưng. Thật sự là mấy cái người này họ đến thì họ đi không có quan trọng, thì đến hay đi thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Hồng Loan hết mọi người. Thật ra thì họ cũng làm YouTuber kiếm tiền giống như là bao người khác thôi, nhưng mà cái thái độ của họ ra, họ tỏ ra rất là quên quang, rất là sắc sược. Thì khi mà đi theo câu chuyện của Hồng Loan thì họ lúc nào họ cũng nói những cái điều tốt, tới thời điểm bây giờ thì họ quay lại nói xấu mọi người. Họ dẫn dắt cái câu chuyện đó, đi lòng vòng, khiến cho là coi như là khán giả là ngộ nhận họ để họ kiếm tiền trên hình ảnh của Hồng Loan. Đúng rồi, mọi người thấy rằng bây giờ họ quay ra thì họ bắt đầu là họ nói xấu Hồng Loan. Không có ai trên đời này mà làm như thế nào hết mọi người, đúng không? Khi mà mình đã đi theo một cái người nào đó, một cái nhân vật nào đó, mình kiếm tiền những nhân vật đó, đúng không ạ? Thậm chí là rất là nhiều. Và đến thời điểm cuối cùng, cái câu nói giống như là câu nói là ăn không được phá cho hôi. Đúng rồi. Thì cái vấn đề này mình thấy nó chỉ đúng ở một cái góc độ nào đó, nhưng mà trong câu chuyện này mình thấy là họ ăn cho đã rồi, đúng không? Hết ăn được thì họ lại là quay lưng và nói xấu, kiểu như ăn cho đã rồi bây giờ chê dở mọi người, chê khen đủ điều hết, chê bai đủ kiểu. Nhưng mà em hỏi anh nha, mình sống như vậy đó rồi mai mốt mình làm những cái sự kiện khác rồi ai sẽ nhìn nhận mình được? Sống sao cho đàng hoàng tí xíu nhé. Nói chung á, làm YouTube là mình kiếm tiền, nhưng mà mình kiếm tiền sao coi cho được xíu, đâu phải làm YouTube ai làm cũng kiếm được nhiều tiền đâu. Đó, bây giờ nói tốt rồi mai mốt quay nói xấu, thậm chí là còn chửi nữa, nói những cái rất là nặng lời. Thì cái đó thì mọi người cũng thấy được rõ là cái bộ mặt thật của những cái người này, bằng chứng nó thể hiện quá rõ rồi anh chị. Đối với lại những anh em mà chia sẻ câu chuyện Loan thì cũng biết lâu rồi, biết rất là lâu lắm rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng mà khi mà đến thời điểm này á, thì ở trên mạng thì họ bắt đầu là họ dẫn dắt cái câu chuyện để mà nhằm cái mục đích gì đó. Khi mà họ đã từ đầu cũng lên là cũng nói, và bây giờ là họ quay lưng, bây giờ là có người nói là dừng drama thế này thế nọ. Nhưng mà cái mục đích của họ là coi như là thượng đội hà đạp qua cầu hút gián. Tức là lúc đầu thì họ khen, sau đó thì họ chê mọi người. Thì mình đặt cái vấn đề họ có phải thật sự là họ là coi như là giúp đỡ Hồng Loan hay không. Không phải là có cái tiếng nói của họ là nó sẽ thay đổi được cục diện mọi người. Đúng mọi rồi. Người nên nhớ rằng không có họ thì không có mợ thì chợ vẫn đông. Không có họ thì cũng có nhiều người khác thôi. Đúng thì rồi. Họ tỏ ra họ là người mang đến những khán giả cho Hồng Loan nè. Rồi họ nói là họ là người bị tổn thương nè, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà mình nhìn nhận ở đây là cũng rất giống như bao nhiêu kênh khác thôi. Cũng lên mạng kiếm tiền, đưa tải, truyền tải những cái thông tin mình cảm thấy là tốt đẹp, mình chia sẻ, chạy lên. Còn ở câu chuyện này là bây giờ là họ bắt đầu họ quay lại thì họ nói xấu, họ lật mặt. Đó. Thì mình nhìn nhận cái vấn đề ở đây, họ đang dở một cái chiêu trò, mà một cái chiêu trò này nó rất là cũ rồi. Đúng. Và mình thấy rằng những cái câu chuyện trước họ cũng có cái hơi hớm giống như vậy luôn. Những cái câu chuyện trước nè, rất là nhiều những cái drama trước. Mọi người thấy cũng lúc đầu họ cũng là cái miệng của họ, chính từ cái miệng của họ mà ra. Chứ là thật sự mà nói họ đi tiếp hay dừng lại đó, bây giờ họ nói họ thanh minh thanh nga nói rằng tôi dừng lại thì cũng bị người này người kia tấn công. Nhưng mà bây giờ họ dừng lại họ quay họ nói xấu hay, đúng không? Dừng nó tốt lại quay nói xấu hả? Chẳng qua bây giờ anh giờ anh đến anh đi chuyện của anh dừng có dừng lại chăng nữa, anh có quay chủ đề khác không ai nói anh hết. Anh có quyền, không ai bắt buộc. Mọi người nên nhớ rằng Hồng Loan không có thuê mướn hay là bắt buộc anh A, anh B, anh C hoặc là chị A, chị B, chị C, chị D vào đây để mà lên tiếng nói ủng hộ Loan đi. Mọi người thấy không có điều đó. Và Hồng Loan cũng không có một cái thái độ gì ở trên cộng đồng mà nói rằng là những cái gì họ quy chụp Hồng Loan, họ nói Hồng Loan vô ơn. Bây giờ họ nói là họ bị tổn thương, cũng là họ là những người mang đến những khán giả cho Hồng Loan. Mà mọi người thấy rằng mấy người đó nói tổn thương,
nhưng mà mấy nói mà không có ngượng cái miệng. Trước đó mấy tháng rồi thì Hồng Loan cũng nói rằng là cảm ơn những ai mà đã yêu quý Hồng Loan, ủng hộ tinh thần cho Loan. À, nếu như mà mọi người cảm thấy tổn thương thì mọi người có thể đứng qua một bên để theo dõi câu chuyện. Hồng Loan nói rất rõ ràng. Còn cái vấn đề sao kê thật sự chẳng qua là cái cớ của họ để mà họ cái kiểu như là họ đưa họ lên, họ nói họ giúp Hồng Loan miễn phí này kia, để họ có phải là họ gài Hồng Loan vô một cái thế. Mọi người ở đây là tất cả đều là tự nguyện hết, họ là những người đi kiếm tiền trên mạng xã hội đều là tự nguyện hết, không ai bắt buộc hết. Ví dụ như tôi thấy câu chuyện này hot thì tôi vô tôi chia sẻ, lúc đầu tiên thì tôi chia sẻ cùng quan điểm với mọi người là ủng hộ Hồng Loan, thì khán giả người ta vô người ta coi, cái điều đó chứng minh rằng nhờ vào những hình ảnh Hồng Loan họ mới kiếm tiền. Thậm chí là những cái video clip mà Hồng Loan bán hàng nè, những cái live stream của Hồng Loan họ cũng lấy tiền từ những hình ảnh đó. Đúng rồi. Đây là nói là phải có dẫn chứng, bằng chứng rõ ràng. Ở đây tôi nói là mấy người toàn là mấy người tự nguyện, không ai bắt buộc nha. Cái đó là mình phải nói đúng cái quan điểm của mình. Đúng rồi. Còn bây giờ á, mấy người đừng có lấy cái vấn đề họ mấy người giúp miễn phí. Ở trên đời này con người mỗi người có cái quyền tự do. Mấy người có quyền nói bằng cái miệng mấy người giúp người này người kia, nhưng người ta có cái quyền tự do của người ta có quyền nhận lời và không nhận lời. Tại sao mà mấy người cứ đẩy đưa cái câu chuyện sao kê lên trên mạng để tạo một cái áp lực cho Hồng Loan? Mà mọi người nên nhớ rằng Hồng Loan trong cái câu chuyện này, Hồng Loan biết mình phải làm gì. Mọi người nên nhớ rằng Hồng Loan là người trong cuộc. Giống như bây giờ đặt trường hợp tất cả anh chị là người trong cuộc, đúng không ạ? Thì anh chị có quyền quyết định, Hồng Loan có quyền quyết định nhận lời luật sư này, giống như luật sư Ngọc theo câu chuyện Hồng Loan từ đầu tới cuối là người ký cái hợp đồng. Cho tới thời điểm này Hồng Loan vẫn là tin tưởng và vẫn là tuyệt đối vào luật sư Ngọc, đúng không? Thì có cái lý gì phải nghe theo lời những cái người đó, đúng không? Tôi có cái quyền lựa chọn, tại vì tôi là người trong cuộc. Tôi có quyền lựa chọn là tôi có quyền coi như là chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Chịu trách nhiệm trước những cái gì đang diễn ra, đúng không? Về cái vấn đề vụ kiện á, thì coi như là mình phải cũng chờ đợi từ những cái kết quả, đúng không? Khi tòa thì chờ kết quả tòa phán xét ai thắng ai thua, chúng ta không có bàn tới cái chuyện đó, đúng không? Có những cái mà mình muốn sớm cũng không được, mà mình muốn cho nó kéo dài cũng không được. Mọi người nên nhớ rằng rất là nhiều những cái vấn đề Hồng Loan đang phải giải quyết nè, từ những cái vấn đề tranh chấp nè, rồi công việc nè, rồi đi ca đi hát, rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Và những cái người này bắt đầu là họ đưa cái vấn đề mà sao kê khá nực cười, đúng không mọi người? Rồi bắt đầu từ cái vấn đề này là họ tại bị thì là họ rút ra khỏi rồi, nhưng mà đây cũng là cái vấn đề mà họ lấy cái cớ để chi, để họ đánh dẫn dắt dư luận về cái hướng là tôi giúp đỡ Hồng Loan vậy đó, mà Hồng Loan phủi ơn tôi, Hồng Loan không nghe lời tôi, cái kiểu vậy đó mọi người. Rồi rốt cuộc là Hồng Loan bị những cái tiếng mà của những cái người này họ áp đặt vào, họ dẫn dắt cái câu chuyện đó. Nhưng mà thực tế mọi người toàn là những cái vấn đề dẫn dắt cho Hồng Loan, giống như là cái kiểu như là mượn hoa cúng Phật. Bây giờ nói giúp đỡ Hồng Loan mà tôi thấy trả giúp đỡ cái gì anh chị, đúng không? Trong khi đó tiền YouTube mình vẫn lấy tháng đều, rõ ràng đúng không ạ? Vẫn là mỗi tháng đều, ngày ra 4-5 tập, đúng không? Đó thì cái điều đó thực tế nha mọi người. Mình thì cũng làm trong nghề giống anh em, bao anh em làm nghề thôi. Nhưng mình làm những vấn đề gì đó mình chia sẻ, những cái gì cần thiết thì mình nói, còn những cái gì mà thuộc về cái phạm trù cá nhân của người ta thì mình đừng có làm như vậy. Đừng có giống như là ta đây là chủ cuộc chơi, phải là theo ý của tôi, phải là theo ý của người này người kia. Giống như là mình nói thật sự lên mạng xã hội, giống như là 100 người nó tới là hơn 100 ý hoặc là 1.000 ý đó. Vậy thì không lẽ bây giờ Hồng Loan phải theo ý người này rồi theo ý người kia, người A, người B, người C, người D hay sao? Thì đúng rồi. Đó, bây giờ mời em có chia sẻ về câu chuyện này. Thật sự em nói thật sự em nói em lắm, nhiều cái cũng cạn lời với mấy người này luôn. Mình tỏ vẻ ta đây đó, mới đầu theo vô đòi drama làm ghê lắm kìa. Em ơi làm này thế này, em ơi làm thế kia, đủ điều luôn. Xong rồi á, lúc đang làm việc chung với nhau á thì mỗi mốt thông tin bị ghi âm lại nó mới ghê. Đó, xong rồi á
muốn chị Hồng Loan phải làm việc cho họ, cũng như là muốn đưa những sản phẩm của họ vô luôn á. Thật sự nếu mà theo dõi Hiến Đội Drama trước là sẽ biết, tại vì họ muốn đưa những cái sản phẩm của họ vô mà chị Hồng Loan không chấp nhận, và họ cũng ra điều kiện gì đó chị Hồng Loan không chấp nhận, anh có tin không? Đó, tại vì những cái chuyện mà họ đưa vào cho chị Hồng Loan á, những cái sản phẩm, với tại những sản phẩm nào đó nó rất là kém chất lượng, rất là dở, mà muốn bán giá cao thì đâu có được. Và trong đó là chị Ni á, là người đại diện phát ngôn, chị rất là hay nha anh, chị rất là tinh ý luôn. Chị biết những người nào thành phần sao là chị cầu gưa hoài chứ không có làm. Xong họ tức quá, họ bức xúc, họ dở, bức xúc lên, họ quay qua họ cắn. Đó. À, nói thêm chia sẻ với mọi người, nếu mà họ là những người mà thật lòng á, họ không bao giờ mà đến thời điểm này họ lại chia rẽ thành Mỹ bùm bùm nè. Đúng rồi. Đúng không ạ? Lúc đầu thì họ bắt đầu là họ khen thành Mỹ bùm bùm Hồng Loan là ba người trong nhà họ Võ họ rất là đáng thương. À, lúc đầu thì họ nói tốt, sau đó họ quay lưng và họ nói xấu. Cái điều đó rõ ràng. Và cái vấn đề thứ hai, họ lấy cái cơ sở gì mà nói là kinh tế của Hồng Loan là bất ổn, đang thu thập thông tin dữ liệu. À, cái này là căng nha mọi người. Anh có cái quyền gì mà anh thu thập thông tin dữ liệu cá nhân của người khác? Anh có cái quyền đó hả? Anh có cái quyền anh đi vô ngân hàng anh thu thập thông tin hả? Đúng không? Khá là nực cười đúng không mọi người? Và thêm cái vấn đề nè, họ nói rằng coi như tôi không biết là Hồng Loan bán lời lãi bao nhiêu, nhưng tôi biết bây giờ tôi đã thu thập thông tin dữ liệu và kinh tế Hồng Loan đang bất ổn. À, cái này là Hồng Loan mà nếu mà làm tới luôn á thì cái cá nhân này là cũng hơi mệt rồi nha mọi người. Em nói thật sự á, những người mà nói được như vậy là những người ngáo ngôn của anh. Đúng những rồi. Người ngáo ngôn không? Phải nói rằng rất là cái kiểu như là ngáo quyền lực của mọi người. Ngáo ngôn mà ngáo quyền lực. Đó. Chứng tỏ ta đây rất là hay. Rồi. Ta đây là bản lĩnh này. Tiếp theo là một cái khi mà quay lưng với Hồng Loan đó thì nói chung thì làm YouTube mà. Đó, chỗ nào có view thì làm đúng không? Còn mà mùa không muốn làm nữa thì mình có thể mình cứ lặng lặng mình đi. Tại đâu ai bắt buộc mình đâu. Khi mà bắt đầu là ăn cho đã rồi giống như bây giờ á. Mình kể mọi người câu chuyện giống như là vô cái đàn bàn tiệc đi. Tự nhiên không có mời đi vô bắt đầu lấy đũa gấp gấp ăn thấy mê rốt cuộc ăn dở quá, này món này dở, món này kia món dở quá. Ăn cho tàn tiệc luôn xong rồi nó dở. Đó là mình nói cho vui. Còn bây giờ là nói sản phẩm của Hồng Loan, nói Hồng Loan mặt mụn không mà quảng cáo bán hàng mỹ phẩm. Ở đây mình nói luôn nè, cái sản phẩm mỹ phẩm mà những chị em phụ nữ xài á, thứ nhất là khi mà người ta đã mở ra người ta kinh doanh á, là phải có giấy phép này kia tùm lum hết, những cái giấy phép kinh doanh nè, rồi những cái kiểm định á, cái điều đó là ai cũng phải có hết, người ta mới bán được những sản phẩm đó. Còn cái vấn đề mà anh chị xài mỹ phẩm á, đâu phải xài một ngày một bữa là hết đâu. Mỹ phẩm là nó phải phù hợp với lại cái làn da của mình. Anh chị xài, có những anh chị xài nó hợp với làn da thì anh chị xài một thời gian nó làn da nó rất là đẹp anh chị. Đúng rồi. À, còn những anh chị mà xài nó không, ví dụ như mình xài sản phẩm Hồng Loan đi, nó không có phù hợp với làn da của mình, giống như cơ địa của mình đó, giống như anh chị mà thậm chí là uống thuốc tây đi, có anh chị còn dị ứng với thuốc nó không có hợp với loại thuốc này thuốc kia. Đó thì còn cái việc mà Hồng Loan mụn mụn hay không á, mọi người nên nhớ rằng là Hồng Loan mới bán cái sản phẩm này rồi, cũng là giống như mới xài đó anh chị. Mà xài mỹ phẩm á, nó phụ thuộc vào vấn đề nè, mình có thích nghi không nè, rồi mình xài á, một cái liệu trình của mình xài là trong một cái khoảng thời gian nhất định, rồi đi ra đường mình phải kèm theo, mình phải chăm sóc như là che chắn này kia, phụ nữ đi ra đường rất kỹ mọi người, phải bịt kín mít này kia để mà chống nắng này kia, nó phù hợp rất là nhiều yếu tố, cho nên là như thế. À, những người này bắt đầu lên rồi bắt đầu nói về da Hồng Loan mụn không này kia mọi người. Đó là cái vấn đề phải nói rằng, nói về góc độ bên ngoài thì nói nhẹ nhẹ, chứ nếu mà doanh nghiệp của ta làm ăn mà lên mà xuyên tạc vậy là có thể là Hồng Loan là cho một lá đơn là lên đường luôn nha anh chị, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên những cái điều đó mình thấy rằng những cái người này rất là ghê luôn nha anh chị, phải nói rất là ghê luôn. Cũng cùng là tự mình đến với câu chuyện của Hồng Loan rồi kiếm tiền trên những hình ảnh của người ta mọi người. Kiếm tiền mà một cách rất là tích cực luôn. Kiếm tiền mà ngày đêm luôn anh chị. Đúng rồi. À, cho nên là nó thật sự tổn thương lắm. Mà tổn thương dữ chưa. Kiếm tiền ngày đêm luôn trong cái vụ việc của Hồng Loan. Rồi những cái clip của người ta cũng lấy lên livestream.
à, ăn cho đã rồi bây giờ bắt đầu chơi dở mọi người, giờ dở lắm. Dở. Mà nó đúng ra nếu mà đã quan tâm, đã yêu mến thì mình cần gì phải lên clip nói chuyện đúng không? Thì mới điện hỏi bé Long ơi như vậy không được nha em, bé Long ơi làm cái này được không em? Chứ cần thiết gì phải lên nói dịch lá tìm sâu thôi đúng không? Đúng rồi, cho nên ông bà xưa có câu nói là dò sông dò biển dây dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người mọi người. Lòng người á là có đón nhất, thâm sâu không thể đo được. Thì nói chung là những cái con người này thì mọi người cũng thấy quá rõ ràng rồi à, với những cái phát ngôn trên mạng xã hội. Thậm chí là bây giờ là bắt đầu là họ còn bây giờ thì họ còn lên nói là tôi sẽ kiện người này kiện người kia nữa mọi người à, mà trong khi cái bản thân của mình như thế nào à, mình soi là bản thân của mình như thế nào. Kiện luôn hả? Đúng rồi. Ghê gớm hen. À, thì nói chung mình nói vậy, đụng người nào đó, người đó tự họ biết nhột. Còn trên mạng xã hội, cộng đồng mạng người ta rất là sáng suốt, người ta biết rồi. À, thì Minh với Hậu Nhân chia sẻ ở đây. À, cái người nào mà có cái tật mà gọi là cái người mà sống mà không có đàng hoàng đó. Làm đúng thì ai mà nói mình được. Đúng rồi. Chỉ có mình làm tàu lao người ta mới nói mình được chứ. À, thì nói chung gửi vài lời đó với những cái con người nào mà có cái bụng dạ mà gọi là nói thẳng là tiểu nhân đó. Tiểu nhân hẹp hòi nữa. Thì có cái tật á thì người ta nói là rụt rịch thì có tật giật mình đó anh chị. Người nào á mà chúng như những cái gì mà nãy mình nói chắc chắn là họ sẽ rất là quê mọi người. Quê. Mình làm đúng chả có gì mình phải sợ hết. Chỉ có những cái người mà làm xấu, chơi cái trò gọi là qua cầu rút ván á mọi người, ăn cho no rồi chơi dở, chơi cái này chơi cái kia đó, là những cái con người đó chắc chắn rằng nó không có xa lạ với cộng đồng đâu, tại vì họ lên trên mạng là những cái gì họ làm mà cộng đồng người ta biết hết rồi đúng không? Khi mà mình ngước mặt lên giống như phun rồi không bao giờ nuốt lại mọi người, mình chỉ nói vậy thôi à, thì thôi cái video đến đây thì cũng đã dài rồi à, cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi. Nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh cho Hậu Nhân nha mọi người. Dạ, có những cái thông tin mới nhất thì Hậu Nhân sẽ chia sẻ trong những cái video clip kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chúc đại gia đình mình luôn luôn thành công và làm được những chuyện mình mong muốn nhất. Dạ, xin cảm ơn.